Tiếp tục vào việc anh chị ơi. Đây là một căn nhà giá rẻ, đang rất cần bán lắm anh chị ơi, giá rẻ luôn. Sẽ được gửi tới anh chị mình trong video này, video mới của kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản anh chị nhá. Thành phố Thuận An anh chị, đây nhà mình đây này, nhà cấp 4. Nói chung chủ yếu thì bán đất nhưng mà đang có căn nhà cấp 4 cũng rất là ngon, về sơn sửa lại ở thoải mái luôn anh chị, đẹp luôn. 161m thổ cư hết luôn, ngang năm. Cái này đẹp nha anh chị nha, mình nên xem cái video này của em Hải, rất là đẹp. Khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Đó, nhà mình thì đây. Xíu nữa em sẽ nói cái ưu điểm của mình nha. Sân trước này, ở phía sau có một lối thoát hiểm 3m nữa quý vị, 3m nữa nha, sân sau. Đẹp lắm luôn. Tổng là 161m, ngang 5, dài 33, là thổ cư hết quý vị nha, thổ cư hết. Ngoài ra còn có thêm 3m phía sau nha. Đó, còn có thêm 3m phía sau anh chị nha. Đấy. Đây, đường rộng quý vị. Đường này á, đường này là vỉa hè 6m, nhà mình vỉa hè 6m anh chị nha. Đây, khu vỉa hè này. Vỉa hè 6m mỗi bên. Đó, chỗ này vỉa hè 6m này. Đường rải nhựa 6m này. Vỉa hè bên kia 3m này, nếu mà tính tổng cả cái khu đường này là 18m anh chị, nếu mà tính cả vỉa hè. Còn lọt lòng rải nhựa này là 6m anh chị nha, 6m. Vỉa hè mới bên 3m anh chị thấy không? Đường thông bàn cờ, khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Khu dân cư Thuận Giao quý anh chị nha. Khu dân cư này rất là lớn quý anh chị nha. Đấy, gần cái trường học luôn quý anh chị này, gần trường học Thuận Giao luôn này. Quý anh chị thấy trường không? Đó, quý anh chị thấy không? Đẹp không, đẹp không? Đó, vị trí đẹp nha, ngay bên trường luôn nha. Đó, trường này, trường tiểu học. Trường này trường tiểu học Thuận Giao. Đường thông bằng cờ với nhỉ ha, chợ ngay đầu đường, chợ ngay đầu đường. À, chợ ngay đầu đường, 200m thôi anh chị nha. Đó, khu dân cư ở kín hết rồi quý anh chị thấy không? Đó, rất là đẹp nha. Đấy. Anh chị yêu thích căn nhà này thì mình vào việc luôn anh chị nha. Đấy. Số điện thoại em Hải là ở góc trái màn hình, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản. Chuyên nhận mua bán, nhận ký gửi, nhận tìm nhà đất theo yêu cầu. Đấy. Anh chị có nhu cầu thì mình vào việc luôn. Đấy. Còn hôm nay em gửi tới anh chị mình căn nhà này. Đây, chính xác là căn nhà này. Đó. Trời ơi, cái vỉa hè 6m quá trời đẹp luôn. Đó. Quay vẫn phải quay lại cho anh chị mình xem cái vỉa hè thêm một lần nữa. Đó, vỉa hè 6m đó quý chị. Khu dân cư nha, đường thông bàn cờ nha. Đường tổng 18m tính cả vỉa hè. Đây, vỉa hè 6m. Rồi, nhà mình đây. Đó, sân trước này. Nhà này là nhà cấp 4. Có 3 cái phòng ngủ dưới luôn, 3 cái phòng ngủ dưới luôn quý chị ha. Đấy, ngang 5 dài 33, tổng 161m, thổ cư 100% luôn. Đó, đang rất là cần bán quý chị nha. Ở phía sau cuối nhà có thêm 3m nữa. 3m đó là chưa em chưa nói nha, dài 33. Nếu mà tính cả 3m đó là dài 36 đó anh chị ha. Cộng thêm 3m đó nữa là dài 36. Nhưng mà em chưa tính 3m đó, là tính dài có 33 thôi. Là tổng 161m đó là thổ cư hết luôn, thổ cư 100% luôn. Đấy, rất là đẹp quý anh chị nha. Đây, sân trước nhà mình này. Sân này thì đều ô tô thoải mái luôn, ô tô 7 chỗ anh chị nha. Đấy, rất là ok luôn nha. Ngang 5 nha. Vuông và đẹp, rất là đẹp luôn quý anh chị. Căn này quá trời đẹp luôn. Đây. Phòng khách cho mình đây. Đây khu vực phòng khách này anh chị. Đó. Nhà mình có phòng khách, có 3 phòng ngủ, 3 phòng ngủ anh chị ha. Đó. Căn này thì cấp 4. Cấp 4 quý anh chị nha. Anh chị nào mà thích thì mình về mình sơn sửa lại cái là đẹp liền luôn ha. Đó. Còn không mình để vậy mình ở. Em nghĩ là sơn lại cho nó đẹp ha. Đấy, cái màu nó hơi tối xíu ha. Đấy, phòng ngủ này. Phòng ngủ số 1 đây anh chị. Có 3 cái phòng ngủ mà phòng ngủ nào cũng rộng anh chị nha. Đấy. Nhà này thì do là sơn màu xanh nên là nhìn nó hơi tối anh chị nha. Còn mình về mình sơn lại xíu là nhìn nó đẹp liền nè. Phòng ngủ số 2. À, phòng ngủ số 2 anh chị. À, cái này nhà cũ nên em quay nhanh xíu anh chị nha. Chủ yếu bán đất mà. Nhưng mà có căn nhà này thì mình ở cũng rất là ngon, không thì cho thuê anh chị nha. Nhà vệ sinh mình đây, nhà ăn mình đây. Đó, rộng không? Quý anh chị thấy khu vực bếp không? Rộng, quá trời rộng luôn ha. Đấy. Nhà rất là rộng quý anh chị nha. Khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao nha. Đó, rất là đẹp nha. Đó. Ở đây khu dân cư tiện ích đầy đủ anh chị nha. Trường thì ngay đầu đường luôn nha. Đó. Chợ rồi trường đầy đủ luôn anh chị. Đó. Khu vực bếp rộng quý anh chị. Đó, để hai cái bàn ăn mà vẫn còn rộng nha. Ở nhà sau này có 3m đó quý anh chị, thấy mở cái cửa đó không? Đó. Anh chị nào về mình cải tạo lại đi, làm cái sân sau. Đẹp luôn, trồng rau rất là đẹp luôn quý anh chị, sân sau ạ ha. Đấy. 161m đang rất là cần bán quý anh chị nha. Đấy, anh chị nào mà yêu thích bất động sản này thì mình vào việc luôn anh chị nha. Đấy. Còn đây, để em ra sau này em quay cái khu vực 3m phía sau cho anh chị mình xem. Đó, sau đây 3m đó quý anh chị. Đây. 3m là quý anh chị nha, làm sân sau nha. Đấy. Chỗ này tổng là 6m lận. Tổng chỗ này là 6m anh chị nha. Bên kia 3m, bên mình 3m. À, vậy là chia ra ha, mỗi người 3m anh chị nha. Đó, bên đó 3m á, bên này 3m á, là tổng 6m á. Làm sân sau anh chị nha. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi, vậy là bất động sản này, căn nhà này đang rất là cần bán quý anh chị. À, giá chính chủ luôn, 3.8 tỷ vẫn còn thương lượng anh chị nha. Đấy, giá là hiện tại bây giờ là 3.8 tỷ, giá chính chủ vẫn còn thương lượng. À, anh chị nào mà quan tâm căn nhà này thì mình vào việc luôn anh chị nha. Đấy, em sẽ hỗ trợ anh chị mình, sổ sách là đầy đủ ha, mua bán công chứng sang tên chuyển nhượng luôn. Rồi. Xin chào anh chị mình, hẹn gặp lại anh chị trong các video mới tiếp theo nha. Em xin chào ạ.